Mời mọi người ăn tối nhé. Đây là rau diếp luộc. Rau này không phải mình trồng, mà rau này là mình mua ở chợ. Thì cái rau diếp luộc này này, ăn nó khác với những rau khác là ăn nó rất là mát. Các bạn có thể chấm nước mắm, vắt nhẹ một chút chanh hoặc là quất hơi hơi thôi, hoặc là cho ớt vào nữa, nếu mà ai thích ăn ớt thì cho ớt vào nữa, hòa nước mắm ngâm giấm ớt cũng được. Cái rau diếp này nè, mọi người luộc chín tới thôi, tại vì ăn sống cũng được mà. Cái rau này ăn sống cũng được, nhưng mà tại vì là mình thì mình có xu hướng là thích luộc chín mọi thứ. Và rau diếp này thì ăn rau diếp này thì mình luộc lên ăn nó cũng mát mà nó cũng ấy hơn đấy. Thì nhưng mà luộc là phải luộc vừa chín tới thôi, tại vì mọi người mà luộc kỹ thì ăn nó nhũn ra thì nó không, rất là chán, không ăn được. Thì chỉ vừa chín tới thôi, nó vẫn còn giòn mà nó rất là mát, nó ngọt nhẹ nhẹ thanh thanh nữa. Món này là một trong những món ăn cực kỳ lý tưởng khi mà sau một khoảng thời gian dài các bạn ăn no thịt nhiều ngày, ăn vặt rất là nhiều những cái đồ ngọt với lại đồ linh tinh nhiều ấy, xong là các bạn háo rau với cả nóng, tức là cơ thể cảm thấy bị nóng, bị thiếu rau ấy, lúc đấy các bạn chuyển sang ăn cái rau diếp này no thay cơm ấy, nó là một cái lựa chọn tuyệt vời để gọi là cân bằng cơ thể, mà mình lại ăn mình lại thấy ngon nữa. Cảm thấy là khi mà mình thiếu rau rồi, xong bắt đầu là mình ăn quá nhiều thịt, ăn quá nhiều bánh ngọt, ăn quá nhiều những cái đồ ăn vặt, bánh trái linh tinh các kiểu ấy, thế xong đến lúc mình ăn rau và mình cảm thấy là rau rất là ngon luôn. Nó ngon theo một cái kiểu rất là khác biệt. Nếu mà bữa ăn bình thường mà mọi người ăn rau ấy, mọi người sẽ tức là ăn rau đều đều bữa nào cũng ăn thì sẽ không thấy nó ngon như thế, nhưng mà sau khi ăn một vòng ăn no thịt thịt các kiểu, thịt lợn, thịt gà, thịt giò rồi thịt thỏ các thứ, xong rồi ăn ăn vặt các thứ rất là nhiều, đến lúc mà chuyển ra lúc đấy háo rau rồi, ui rồi bỏ ra ăn rau cảm giác ngon lắm, không biết là diễn tả như thế nào, nhưng mà nó rất là ngon. Rau diếp này nó rất là thanh, rất là mát ấy. Nếu như bình thường mà mọi người ăn theo kiểu ngày nào cũng ăn rau ấy, thì khi quay lại ăn cái món này ấy, mọi người ăn món rau này mọi người sẽ không cảm thấy nó ngon tuyệt vời như thế. Nhưng mà do là mình ăn nhiều thịt, nhiều bánh ngọt, ăn vặt các thứ nhiều, ăn các loại bánh trái, các loại đồ ăn vặt, chè cháo các kiểu, xong rồi bắt đầu là đặc sản vùng miền các kiểu, thế xong bắt đầu nó háo háo lên. Ôi ăn rau ngon dã man. Muỗi này, nếu mà mọi người không ăn được mặn nhá, mọi người đừng chúng nhúng ngập,
ăn mặn thì nhúng ngập, còn đâu muốn ăn đa phần mọi người sẽ chỉ nhúng nhẹ nhẹ thôi. Mình cứ lúc thích ăn mặn lúc thích ăn nhạt. Đây là đĩa rau này chỉ có một mình dùng. Chỉ có một mình ăn đĩa rau này thôi. Cho nên là mình mới gắp rau và ăn theo kiểu này. Nhưng nếu như trường hợp mà các bạn mà gắp rau từ một đĩa rau dùng cho gia đình nhiều người ăn ấy, các bạn không được gắp theo kiểu như thế này đâu, tại vì nó sẽ rất là vô duyên và rất là mất lịch sự. Nó khiến cho những người khác không có cảm giác muốn ăn nữa. Mà các bạn sẽ phải là gắp từng cọng, gắp dứt khoát cái một cái cọng rau lên chấm và đưa về bát của mình. Còn cái kiểu quặn quặn như thế này là do là mình là độc chiếm cả cái đĩa rau này thì mình mới có thể dùng được theo cách này. Mọi người sẽ tùy cơ ứng biến nhé. Mình độc thân thì mình mới có thể ăn được theo kiểu như thế này, chứ không phải là cái phong cách mà ăn nhâm nha độc chiếm cả đĩa như thế này, nó sẽ không phù hợp với cả đĩa rau dùng chung đâu nhé.
Cái nước luộc rau diếp này này nó rất là mát, uống cảm giác cơ thể nó nhẹ nhẹ thanh thanh đi và nó dễ chịu, và đồng thời nó có chứa vitamin, nó tốt cho da, tốt cho cơ thể. Và mọi người ăn xong thì nên uống một hai bát nước rau luộc tùy theo nhu cầu của cơ thể, nhưng mà nên uống là bởi vì đây nó bổ sung dưỡng chất cho cơ thể mà nó rẻ hơn rất là nhiều so với cả việc mình đi mua thuốc ấy, hay là mua sản phẩm làm đẹp ấy, mà những cái vitamin từ trong rau này nó sẽ tốt cho da, thì mọi người nên uống một hai bát nước. Các bạn thích phong cách uống nhạt thì là để uống không cho mát. Bạn nào mà ăn mặn quen thì có thể cho ít nước mắm vào để cho nó đậm đà, tùy.